Bí quyết đơn giản dành cho chị em khi mua cá thu phấn. Chào các bạn. Chim thu nhụ đé, bốn loại tứ đại mỹ ngư của hải sản biển. Nếu như các bạn chưa được ăn bao giờ thì quả là một điều hối tiếc trong cuộc đời ẩm thực của các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đệ nhị của tứ đại mỹ ngư đó, đó chính là cá thu. Cá thu thì có gồm rất nhiều các loại cá thu. Cá thu ngừ, cá thu phấn, cá thu đen, cá thu hũ và một số các loại cá thu khác. Nhưng ở ngoài thị trường chính hiện nay thì để mà người dân, người vùng biển mà ưa chuộng nhất thì vẫn là dòng cá thu phấn. Bởi vì cá thu phấn có giá trị dinh dưỡng cao với cái mức chi phí và giá thành hợp lý, thế nên là được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra là có một dòng cá thu nữa là cá thu đen. Cá thu đen thì rẻ tiền hơn cá thu phấn rất là nhiều, tuy nhiên ăn và chất lượng nó cũng sẽ không bằng cá thu phấn. Thế nên những cái con buôn ở ngoài chợ hải sản biển hay lừa những cái khách du lịch bằng cách là bán cá thu đen cho những người mua cá thu phấn. Tức là các bạn đi mua, các bạn cũng không biết được cá nào là cá ngon, nhưng mà họ cứ giới thiệu đây là cá thu phấn, nhưng thực chất đó là cá thu đen. Rẻ tiền hơn rất là nhiều, nhưng mà về ăn thì sẽ thấy cái hương vị nó hoàn toàn không ngon giống như cá thu phấn mà các bạn đang ý định muốn mua. Thì để mà phân biệt cá thu đen và cá thu phấn thì tôi nói nhanh luôn, rất dễ dàng phân biệt. Mặc dù là hôm nay chủ đề của video clip ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn thế nào là một con cá thu phấn ngon, nhưng mà tôi sẽ lướt nhanh phân biệt một đặc điểm duy nhất để bạn phân biệt giữa cá thu đen và cá thu phấn khi mà đi chợ. Đó là cái màu sắc da. Hình thù của hai con cũng tương đối là giống nhau, cũng là hình thon dài. Thon dài thì cũng giống nhau cả thôi, nhưng cái con cá thu phấn ấy thì cái da của nó là da trơn, bóng nhẵn và có đặc biệt là có cái phấn trắng phủ từ đầu đến đuôi, nó là cái màu phấn trắng. Còn riêng con cá thu cũng hình dáng y như thế nhưng nó không có cái phấn trắng. Toàn mình của nó là màu đen, bụng trắng, mình đen. Đấy, các bạn phải lưu ý. Đó là cái đặc điểm duy nhất để phân biệt giữa cá thu phấn và cá thu đen, để khi các bạn đi du lịch, các bạn đi chợ biển, chợ hải sản hay đi siêu thị ở địa phương các bạn mà sẽ không bị nhầm lẫn khi mà mua giữa cá thu đen và cá thu phấn. Vâng, đi vào nội dung chính của video clip ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn những cái cách đơn giản để phân biệt thế nào là một con cá thu phấn tươi ngon. Cá thu là một loài sống ở xa bờ, thế nên là các ngư dân là phải đi mất nhiều ngày để đi ra cách đến hàng trăm hải lý để có thể đánh bắt được những cái con cá thu đấy mang về. Thế nên là để mà ăn được một con cá thu tươi thì tôi đảm bảo với các bạn là hoàn toàn không nhá, trừ khi bạn đi tàu hoặc bạn là ngư dân. Còn nếu bạn là giống như tôi, là người mà tiêu thụ, thì chắc chắn 100% là không có cá thu tươi. Tại sao lại không có cá thu tươi? Bởi vì cái khi mà cái thời gian mà các ngư dân đánh bắt lên trên tàu đấy và các ngư dân quay trở về, dĩ nhiên là phải đầy boong tàu thì mới về. Thế nhưng cái thời gian mà khi sau khi kết thúc đánh bắt ấy về phải mất vài ngày, thế nên là không có con cá nào tươi hết. Vậy nên cái cách duy nhất để bảo quản, để giữ cho con cá đấy mang về, đó là bằng ướp muối hoặc là bằng ướp đá. Đa phần là sẽ là bằng ướp đá. Vậy nên ăn con cá thu đông lạnh đó là chuyện bình thường. Thực ra là thực phẩm đông lạnh nói chung hay là cá đông lạnh nói riêng, cá thu đấy thì đông lạnh đó là chuyện bình thường. Rất nhiều người, kể cả phương Tây hay là chúng ta, thì sử dụng thực phẩm đông lạnh đó là bình thường. Bởi vì cái cách đông lạnh đó đơn giản chỉ là cách để giữ và đảm bảo được cái chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm mà thôi. Nếu như mà cái quy trình cấp đông, quy trình bảo quản đông lạnh nó được đảm bảo theo đúng cái tiêu chuẩn. Vâng, để nhận biết một con cá thu phấn tươi ngon thì các bạn hãy đánh giá bằng giác quan, bằng đầu tiên là sẽ bằng thị giác. Các bạn nhìn bằng mắt cho tôi. Ok, các bạn nhìn một con cá thu, cái mắt con cá thu tươi nó như thế này. Đó, tươi. Các bạn nhìn cái mắt chưa? Cái mắt của nó trong suốt như thế này. Đó chính là mắt của một con cá tươi. Cá gì cũng vậy, không phải riêng cá thu đâu. Bạn nhìn mắt đầu tiên cho tôi. Mắt là nó phải trong suốt như thế này. Còn mắt cá mà không tươi, cá ươn hay là bảo quản
kém hay là để lâu ngày thì nó sẽ như thế này. Đó, cái mắt cá không tươi thì nó sẽ bị làm sao? Nó bị đục, nó sẽ bị đục, nó không còn trong nữa, và cái thủy tinh thể màu trắng giữa của nó bị vỡ ra. Nhìn cái mắt của nó rất là kinh, rất là ghê, nhìn rất là dễ các bạn nhá. Lưu ý đặc biệt đầu tiên đó là như nào? Nhìn vào cái mắt của con cá, mắt cá thu tươi nó trong suốt. Tiếp theo điểm nhận biết cá thu tươi đó là nhìn vào da cá. Da cá thu phấn tươi. Như lúc đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn cách so sánh giữa cá thu phấn và cá thu đen. Các bạn nhìn cái mình con cá, cái da con cá tươi nó sẽ như thế này. Đó. Cái da nó phải bóng, trơn, nhẵn như thế này. Và đặc biệt cá thu phấn là nó phải có màu trắng, phấn màu trắng phủ bên ngoài. Đó. Một số cái dòng cá khi mà không phải là bảo quản theo cái cách truyền thống như ướp đá, ướp muối, mà họ ướp bằng hóa học hay ướp bằng những cái chất chống thối hay là bằng những cái chất độc hại, thì cái da này của nó sẽ bị tọt ra, nó không còn cái độ phấn tự nhiên nữa. Đó, nhìn vào da cá các bạn nhé, nhìn vào da cá, da cá nhẵn, trơn và có phấn trắng bên ngoài là cá thu phấn xịn. Bí quyết thứ ba đó là nhìn vào mang cá. Mang cá đây, mang cá tươi đây, thì các bạn nhìn đây, cái mang của nó là nó màu hồng tươi, nó phải như thế này. Bạn vạch cái mang ra nhé, bạn nhìn bên trong. Đó, banh ra nhìn vào bên trong. Mua cá là phải sờ vào các bạn nhá, đừng đứng nhìn, đừng đứng hỏi để cho các con buôn họ lừa nhá. Banh cái mang cá ra, bạn nhìn cái mang cá nó phải tươi, nó phải hồng tươi như này thì mới là cá tươi. Còn cá mà để lâu ngày rồi, ươn rồi thì cái mang cá nó sẽ chuyển màu nâu đen. Màu nâu đen nhá các bạn nhá, và sờ vào nó sẽ dễ bị long ra. Cái thứ tư đó là vẫn là dùng tay nhá, dùng tay. Tiếp tục ấn vào cho tôi, ấn vào cái mình cá, ấn vào. Nếu mà con cá tươi thì khi cái mình ấn vào ấy thì cái thịt nó sẽ đàn hồi ra sau khi mình bỏ tay ra, thì nó sẽ trở về cái hình dạng ban đầu. Còn cá mà ươn hay là cá mà để lâu rồi, ấn vào cái thì cái da hay cái mình thịt ấy nó sẽ lõm lại, nó không trở về cái hình dáng trước nữa. Đó, tức là sờ vào thì nó nhũn nhèo đấy. Còn con cá tươi ấy thấy nó mình nó chắc lắm các bạn ạ. Sờ vào cái, ấn vào cái nó sẽ đàn hồi lại thôi. Đó, rất đơn giản khi mà chúng ta dùng tay. Đừng ngại ngần dùng tay nhá. Mua cái gì, mua đặc biệt là mua cá là phải dùng tay, đừng ngại bẩn. Và bí quyết cuối cùng là chúng ta dùng cái gì? Dùng mũi. Dùng mũi để chúng ta có thể ngửi được xem là cá tươi hay không, rất đơn giản. Cá tươi thì chúng ta ngửi vào thì chúng ta sẽ thấy nó có cái mùi tanh rất là đặc trưng. Tanh của cá, cá là phải tanh rồi. Các bạn ngửi là phải tanh nhá. Cá tươi hay là cá bảo quản đúng cách nó phải tanh. Còn nó mà không tanh, hoặc nó không có mùi, hoặc là có mùi khác, ví dụ như là mùi dầu hỏa này, hoặc là mùi tỏi này đấy, hay là cái mùi đấy rất là gắt, thì đảm bảo đấy, cá đấy đã bị tẩm hóa chất hay, hoặc tẩm hóa chất bảo quản hay tẩm đạm vào, hay tẩm một cái chất gì đấy để ngoài thị trường gọi đấy là cái chất chống thối các bạn nhá. Lưu ý cho tôi, ngửi nhá, ngửi tanh thì là tươi, không tanh hoặc không mùi hoặc có cái mùi khác lạ thì là cá đã tẩm ướp hóa chất. Vâng, trên đây là 5 bí quyết đơn giản tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có thể có kinh nghiệm khi mà đi mua những cái con cá thu phấn ngon, tươi ngon tại biển khi mà đi du lịch hay là đi chợ hải sản các bạn nhá. Với 5 bí quyết này rất là đơn giản, chẳng có gì khó cả. Cứ làm đúng đủ 5 bước như thế cho tôi đảm bảo các bạn 95% các bạn sẽ mua được những con cá thu tươi ngon về gia đình chúng ta cùng sử dụng, hoặc bạn có thể dùng nó để đi biếu bạn bè và người thân. Tại sao lại là 95%? Bởi vì 5% nữa là do các bạn, do chúng ta khi mua về chúng ta phải bảo quản đúng cách đấy các bạn nhá. Khi mua ở chợ thì hãy nhờ những cái người bán hàng, người ta giết cho sạch sẽ. Và khi mà chúng ta trở về nhà, trở về mấy trăm cây số thì chúng ta sẽ phải nhờ họ cho vào thùng đá, cho nhiều đá và ướp để mang về nhà vài tiếng nó sẽ không bị hỏng. Và về đến nhà rồi thì các bạn hãy làm bước tiếp theo cho tôi là rửa lại cá sạch sẽ, rửa bằng nước muối sạch và để ráo nước. Sau đấy các bạn cho vào túi bóng từng bữa hay là từng khúc một, tùy theo bữa, để cho các bạn có thể thuận lợi khi mà chế biến từng bữa cơm. Rồi là các bạn hãy để vào ngăn đá,
bảo quản trong ngăn đá hoặc là tủ đông âm 18 độ thì nó sẽ giữ được cái chất lượng cá tốt và ngon nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip của Mèo Xanh Ăn ngày hôm nay. Tôi rất là vui khi bạn dành tặng chúng tôi một like và một subscribe kênh YouTube Mèo Xanh Ăn để chúng tôi có nhiều động lực làm thêm những cái video chia sẻ hữu ích dành cho các bạn. Nhớ bấm thêm nút hình quả chuông để những cái video của chúng tôi hàng ngày sẽ nhắc nhở và thông báo dành cho các bạn mà không để các bạn bỏ lỡ bất cứ video nào. Mèo Xanh Ăn xin cảm ơn và hẹn gặp lại.